mani padme hum. Mani padme hum. Nó mắt phượng mày ngày mà vươn chữ điền, mà quan trọng là cái đít của nó có hình âm dương bát quái khổng luôn. Mà từ từ chút xem xét đi. Không phải ngẫu nhiên là tụi mình bắt xe tôi đi về nước gì đẻ. Quỳnh nha, đừng buồn nha. Dạ. Cô yêu thương đừng có buồn nha. Dạ. Thế cô tin con là vui rồi. Tại vì con chỉ sợ người ta chửi con thôi. Không. Lúc nào cũng một hai ngày này điện cho cô động viên nha. Dạ. Nghe chưa, cho nó đỡ buồn nha. Con có buồn đâu. Không được buồn. Không buồn có buồn. Tự mình ngại. Không có buồn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay cư sĩ Cảnh Giới có nhân duyên đến thăm cái cốc của cô bé Tiên Chi ở trên núi Cấm. Thì nếu mà cô chú anh chị em nào có nhân duyên đến đây thăm viếng tụi đệ nơi đây, thì cô chú có thể liên hệ số điện thoại là 0338616469. Thì tụi đệ sẽ hướng dẫn và lên đây gặp tụi đệ. Thì đệ ngày hôm nay ở trên đây đến 1 cho đến 2 ngày để thăm cô bé Tiên Chi. Rồi thì mời quý vị xây bên trong để xem cái cốc của cô bé Tiên Chi đó nha. Ồ, rất là đẹp luôn. Đó, đây là lần đầu tiên công khai cái cốc của cô bé ra cho cả nhà mình thấy đó. Thì rất là lâu rồi hai chị em mới có nhân viên gặp lại đây. Thì chút xíu nữa để dân hiểu kêu cô bé ra để chào cả nhà ha. Dạ chị ơi. Ô, em dân hiếu đến gặp chị ơi. Chị có thể ra chào bà con giùm em được không? À, cô bé có bạn quý vị đợi chút xíu ha. Chút xíu nữa cô bé sẽ ra để gặp cả nhà mình. Đây là cái nơi của cô bé ẩn tu trên cốc 2 đến 3 tháng sắp tới đây. Thì cô chú anh chị em nào có dành những câu hỏi hay là những cái điều gì đó muốn chia sẻ tụi đệ, thì có việc liên hệ qua với đệ. Dân hiếu sẵn sàng nghe máy để cho quý vị gặp gỡ trực tiếp cô bé luôn. Chờ 2 phút nghe chưa? Rồi chào chị hen. Chờ 2 phút nha. Dạ dạ chào chị, chào bà con coi. Hello. Tàn ô. Lên lan can mới chào mới được hả? Ồ, cốc của chị tiện nghi quá hen. Em thấy là có nhà vệ sinh đồ này kia đầy đủ hết trơn nè. Ở đây là ăn tu là hết sách luôn. Ô, chào chị hen, Nam Mô Di Đà Phật. Tàn ơi, lâu quá, lâu ngày gặp lại. Chào cả thế giới nha. Tàn ơi, chào cả thế giới luôn đó quý vị. Cô bé vẫn còn hồn nhiên như ngày nào ha. Rất là lâu rồi gặp lại. Đứng yên đấy. Mà hôm nay em tới đây có việc gì không? Dạ thì lâu quá không gặp chị. Lên đây để mong chị cũng chia sẻ về một số những cái điều sắp tới đây. Rồi những cái điều mà bà con tu thế nào này kia chị. Mình chia sẻ lên với bà con. Thì em cũng biết chị cũng có một cái kênh YouTube là mới tạo. Thì em sẵn ở đây cũng sẽ giới thiệu cái kênh chị đối với bà con, để cho chị có thể truyền những cái thông tin, những cái video hay đến với bà con hen. Em biết kênh của chị tên là gì không? Dạ chị có thể đọc lên cho em biết à. Em có nhớ không? Dạ kênh, em nhớ chị. Kênh của chị là Tam Giáo Quy Nguyên hen. Sai bét luôn. Kênh gì chị có thể đọc lên? À, là Hồng Liên Tiên Tử hen. No. Rồi vậy chị đọc lên để cho bà con ta biết nè. Trăm vạn giáo quy nguyên tỷ ức chi phục nhất. Trăm vạn giáo quy nguyên tỷ ức chi phục nhất. Với lý do là chị không thể đồng ý là tam giáo quy nguyên ngũ chi phục nhất. Không thể đồng ý. Vì tam giáo quy nguyên là nói như vậy thì mọi người có nghe rõ không nhỉ? Nói đi nghe. Tam giáo quy nguyên á, theo kinh sách của Đạo Cao Đài là Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo quy nhất.
thì Thiên Chúa giáo không được quy nhất à? Hồi giáo không được quy nhất à? Rất nhiều tôn giáo, vô số tôn giáo, và bây giờ là cái màn của tất cả các tôn giáo quy nhất về một mối, và tất cả chúng sanh quy nhất về với Cha Ngọc Hoàng. Thì bây giờ ngũ chi phục nhất, theo kinh sách của Đạo Co là nhân, thần, thánh, tiên, Phật quy nhất, thì yêu ma quỷ mị không được quy nhất à? Tất cả chúng sanh là con một nhà. Chị không đồng ý với tên gọi đạo. Vậy là chị muốn quyên gọi là tụ hợp lại tất cả các đạo giáo chị trên thế giới này. Không phải là chị muốn, mà là chị không đồng ý với cái quan điểm đó. Vì tất cả chúng sanh là con của nhà, quỷ ma cũng là con của cha, quỷ ma cũng là con của Thượng Đế, súc sinh cũng vậy. Em hiểu chứ? Dạ, như vậy là chị có... Các tôn giáo, vô số tôn giáo hợp nhất thì mới có thể đoàn kết toàn bộ thế giới này được. Chứ làm sao nói là khổng, não, Phật thì các tôn giáo khác vứt ở đâu? Thì là đánh nhau, khổng, lão, Phật đánh nhau với các tôn giáo khác à? Dạ đúng bây rồi. Bây giờ không muốn phân chia tôn giáo, không muốn phân chia chủng tộc, không muốn chiến tranh, không muốn xé xác lẫn nhau thì phải quy nhất. Mà ba cái quy nhất còn tất cả không nhau quy nhất để ba cái hợp sức đánh nhau với các cái khác à? Ô chị nói điều này lúc giờ em tu hành mười mấy năm nay mới ngộ được luôn đó ta. Này là lần đầu tiên chị tiết lại cho tiết lộ cho bà con biết luôn hả chị? Ok, lên đây chơi đi. Rồi, mời cả nhà cư sĩ Canh Giới mình lên đây để tham quan cái cốc của chị ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, quá êm luôn. Bữa đó vô mà không thấy được cái chìa khóa, bây giờ mình thấy được cái chìa khóa rồi. Tại ngon đây mát chứ chị. Ừ. Môi được rồi. Ồ, đây là xung quanh cái cốc của chị rất là im luôn. Có wifi này ghi luôn cả nhà. Em xin phép cả nhà mình với chị lên thăm chị hen. Chơi gầy bẫy sao có móc gì đâu đây tùm lum như nghĩ. Chị. Ồ. Tiền đốt nó quay bằng thằng của chị. Dạ. Rất nhiều pháp khí quan trọng. À, u. Tên ngu. Okay, ngắn mic không? Em ngồi được. Em chuẩn bị đi chị xuống buộc cái tóc lại cho con. Dạ, cô bé có tự làm sữa đậu nành để cho cư sĩ Canh Giới uống cái gì để mình vô xem. Chị ơi, chị cho em hỏi câu này cái chị. Hả? Cho em hỏi câu này cái ơi. Hả? Chị trước khi chị cho em uống vậy đó, chị có thương hay ghét em gì không, nói đi. Ủa, chị có bao giờ thương em đâu mà cũng không bao giờ ghét em. Vậy em yên tâm. Chị cho uống này. Rồi vậy em yên tâm mới dám uống chứ chị mà ghét em không dám uống đâu hen. Rồi nãy trước khi mình uống mình phải hỏi kỹ mới được, bây giờ chị mà ghét mình không dám uống đâu. Sao có độc hả? Bỏ độc vô uống. Tàn ngô. Chị tự làm đấy. Rồi em uống đi. Uống đi. Rồi mời cả nhà mình uống sữa đậu nành hen. Có độc đấy. Nam Mô Di Đà Phật. Đẹp quá hả chị? Sao? Chị cũng uống luôn nha. Đặc biệt quá ha. Mình... uống bình thường nó không có đường với nó không có này kia. Mình chắc. Nơi đây sống là đúng là tu luôn quý vị ơi, rất là yên tĩnh luôn. Nè, tặng đó. Bình yên khi sống hiện tại. Sống trong hiện tại. Dạ.
để đi nữa có dịp em lại em lấy. Ủa cho em hỏi câu này, mình ở đây là sáng mình mua đồ ăn ngủ chi sao chị? Đi bộ hả? Sáng nào cũng đi chứ hả? Không, em thấy một đống dưa leo gì không? À, chị làm món gì ăn? Bao giờ hết thì đi mới đi chứ. Chị làm món gì ăn hàng ngày? Hả? Con sữa đậu nành nè. Ủa hỏi chị ăn cái gì để làm cái gì vậy? Bất chất theo hả? Đúng rồi, cho bà con ở đây ta biết với lại thứ nhất. Chị ăn cực kỳ thanh khiết luôn, còn chị ăn trái cây nè. Ăn trái rồi. Cây hả? Ăn trái cây với ăn dưa leo này kia hả? Ăn trái cây là uống sữa đậu nành này, ăn vô cùng thanh khiết. Đây, bây giờ bà có phương pháp nào chỉ làm sao để có cái dốc dáng và cái mặt đẹp như chị gì không? Ồ, ăn nhiều trái cây là. Ăn nhiều trái cây nó có tăng tuổi thọ không chị? Nè, lộ bí quyết người ta ngoài. Rồi. Chị ơi, đi chơi đây. Dạ, kính thưa cả nhà, thì cư sĩ Anh Giới sau khi mà chia sẻ cùng cô bé xong thì sẽ qua một cái cốc của một sư tỷ để mà thăm sư tỷ đó. À, tu hành thế nào và dẫn sư tỷ đi chơi ha.